Ở trong giấc mơ đầu tiên, ta thấy mình nằm giữa mặt đất bao la, đầu gối lên đỉnh núi Himalaya, dải trái hướng về phía biển đông, dải phải hướng về phía biển tây, còn hai chân ta ngâm vào biển phương nam. Trong giấc mơ thứ hai, ta nằm ở trên mặt biển, từ nơi rốn của ta mọc lên một thân cây leo, và cây đó không ngừng lớn mạnh, cao đến tận trời xanh. Trong giấc mơ thứ ba, những người không cùng tín ngưỡng, không cùng giai cấp, không cùng đoàn thể, đều đứng dưới chân ta. Trong giấc mơ thứ tư, ta nhìn thấy bốn loài chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay về. Khi chúng bay gần đến ta thì màu sắc liền thay đổi, biến thành một màu trắng sáng loà. Điều này báo trước rằng nhân loại khắp nơi trên thế giới đều sẽ đi theo ta. Trong giấc mơ thứ năm, ta đã nhìn thấy ta đứng trên ngọn núi khắp nơi lầy lội, leo lên đến đỉnh núi rồi lại đi xuống núi, nhưng mà chân ta vẫn không lấm bùn dơ. Điều này dự báo rằng sống trong đời ác ô trược này, ta vẫn không bị nhiễm bụi trần. No.